vị đang theo dõi toàn cảnh 24 giờ trưa trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là tin nhanh cập nhật. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2023 đa dạng và mới mẻ, nhiều sản phẩm du lịch mùa hè. Hàng trăm tour tuyến, dịch vụ du lịch giảm giá, voucher ưu đãi đang chờ người dân, du khách trong và ngoài nước tại Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đang diễn ra tại công viên 23 tháng 9. Đây cũng là chương trình khởi đầu cho loạt sản phẩm du lịch mùa hè với nhiều tour tuyến mới, đa dạng với mức giá ưu đãi lên đến 50%. Có nhu cầu đưa gia đình du lịch vào dịp hè, vợ chồng ông Dũng đã đến Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh từ sớm để vừa có nhiều lựa chọn tour tuyến, vừa tiết kiệm túi tiền. Chính sách ưu đãi á, giảm giá cho cả cái chuyến đi hoặc giảm giá cho từng khách thì thấy nó cũng khá là áp dụng chi tiết và nhiều. Nói chung là so với những đợt khác mà đi bình thường mà ngoài ngày hội du lịch thì nó có ưu đãi nhiều hơn. Trong 4 ngày hội, doanh nghiệp này dành ra khoảng 14.000 chỗ ưu đãi với nhiều hình thức dành cho khách mua tour. Mặc dù giá vé máy bay và giá các dịch vụ đang tăng cao, tuy nhiên đơn vị đã tung ra hàng trăm tour trong và ngoài nước với mức giảm siêu sale lên đến 12 triệu đồng một khách. Chúng tôi cũng chủ động làm việc với các hãng hàng không cũng như là các nhà cung cấp dịch vụ có một cái mức giá đặc biệt cho riêng ngày hội du lịch với cái mức giá bình quân giảm từ 15 đến 20% so với những ngày bình thường. Và với cái mức ưu đãi như vậy thì chúng tôi cho rằng là ngày hội du lịch là cơ hội rất là tốt để khách hàng có được cái mức giá tốt trong cái tình hiện nay. Chúng tôi kỳ vọng trong cái sự kiện năm nay thì các cái doanh nghiệp sẽ đạt được những cái doanh thu cao và cái du khách khi mà tới sự kiện ngày hội hôm nay sẽ có tìm kiếm được những cái tour tuyến và những cái vé ưu đãi thật là hấp dẫn. Với loạt sản phẩm du lịch hè phong phú và đa dạng hơn năm ngoái, do cái thị trường nước ngoài đã hoàn toàn mở cửa trở lại.